Nguyên do của sự khó chịu đến từ cái việc là mình không muốn người khác tọc mạch vào chuyện đời tư của cá nhân mình quá nhiều, nhất là đối với những người mà bạn cũng không cảm thấy là họ thật sự quan tâm bạn. Đôi khi một năm gặp nhau có một lần thôi à. Chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Thời gian thấm thoát trôi đưa, dịp cuối năm. Đây là cái khoảng thời gian chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều thứ để từ năm cũ bước sang năm mới. Trong đó, có cả chuẩn bị cái tâm lý để về quê gặp họ hàng xa và nhận những câu hỏi. Khó chịu ngày Tết. Làm cho cái Tết nó mất vui đi. Vậy, đâu là cái cách để mà chúng ta có thể trả lời những cái câu hỏi khó hoặc là những câu hỏi vô duyên ngày Tết đây. Đừng quên, Ký Kỳ Cục còn có phiên bản podcast. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký cũng như nhấn vào nút chuông để nhận vào những thông báo mới nhất nha. Theo sơ đồ mà mình đã dày công phân tích trong video này á, thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau chỉ điểm những cái câu hỏi khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì khoan, đi tìm cái cách mà chúng ta trả lời những câu hỏi ấy, mà hãy đi ngược lại. Tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng tại sao những cái câu hỏi ấy lại khiến chúng ta cảm thấy khó chịu chứ? Hiểu được nguyên nhân vì sao rồi ấy. Rồi sau cùng á mới là cùng nhau ngồi lại để mà nghĩ cách trả lời những cái câu hỏi vô duyên ngày Tết nha. Trước tiên, những cái câu hỏi vô duyên nào mà bạn thường nhận được vào ngày Tết? Sao tuổi này rồi còn chưa có bạn gái? Nay đi làm chưa? Hay là ngồi nhà xin tiền bố mẹ nữa? Ơi lâu quá không gặp. Mập ra nha. Ăn gì mập ra vậy? Đi làm rồi. Đi làm gì? Lương bao nhiêu? Nhiều bằng lương con của cô chú không? Lý do vì sao mà chúng ta lại ghét cái câu hỏi ấy? Nghe vào sẽ có cảm giác bị công kích liền đúng không? Tùy vào cái phiên bản mà chúng ta được hỏi, nhưng mà chung quy thì nó cũng xào đi xào lại cái nội dung đó thôi. Và đôi khi nha, một câu hỏi mà cả chục người cùng hỏi cái câu ấy nữa, chẳng khác nào đang làm chăm sóc khách hàng dịp Tết đến xuân về vậy đó. Có điều á, đi làm vào ngày Tết á, thì lương còn nhân 2 nhân 3. Chứ trả lời những cái câu hỏi ấy á, thì không có được cái gì hết, chỉ tổn mỏi miệng nè, rồi tốn thời gian nữa. Nguyên do của sự khó chịu á, đến từ cái việc là mình không muốn người khác tọc mạch vào chuyện đời tư của cá nhân mình quá nhiều. Nhất là đối với những người mà bạn cũng không cảm thấy là họ thật sự quan tâm bạn. Đôi khi một năm gặp nhau có một lần thôi à. Thêm vào đó nữa là bạn lo lắng người ta sẽ bình phẩm, đánh giá và so sánh cuộc đời bạn. Sâu xa hơn nữa là bạn ghét cảm giác bị thua thiệt. Đúng không? Thành thật đi. Ai mà lại chẳng ghét cái cảm giác bản thân mình thua thiệt chứ? Nếu mà cái cuộc đời của ta diễn ra mọi thứ nó luôn suôn sẻ, nó là một màu hồng á, thì chúng ta đã không ngừng ngại trả lời những câu hỏi đó. Thậm chí nha, chúng ta còn sẵn sàng trải thảm đỏ mời họ vào nhà, tiếp họ vào nhà và chiêm ngưỡng cái vẻ mặt ngưỡng mộ của họ khi mà chúng ta nói về những thành tích của bản thân rồi. Nhưng mà cái cuộc đời này làm gì có cái chuyện là mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ và mọi thứ sẽ luôn màu hồng chứ. Vậy thì làm sao để mà trả lời những cái câu hỏi vô duyên ngày Tết đây? Mình thấy trên mạng nha, cũng có khá nhiều video mang cái nội dung là cách trả lời những cái câu hỏi vô duyên ngày Tết, mang tính giải trí rất là cao nha. Nhưng mà để mà trả lời cho những cái vị khách đến chơi nhà thì hầu như mình không có dám áp dụng, và mình cũng đố ai dám. Vì hầu hết những cái đối tượng ấy là các vị cô chú bác lớn tuổi, nên video này mình muốn hướng tới cách ứng phó với những cái câu hỏi được đặt ra bởi những vị tiền bối. Nghe nó nặng nặng cái vai liền. Một gợi ý cũng như là cách mà mình thường dùng để trả lời câu hỏi á, đó là hãy biết mình là ai. Mình sẽ không trả lời khoa trương, nhưng mình cũng không muốn đi quá sâu vào đời tư cá nhân. Và mình chỉ đồng ý trả lời chi tiết đối với những người mà mình cảm thấy là họ quan tâm đến mình. Và người thật lòng quan tâm tới mình là họ sẽ biết cách đặt câu hỏi, khiến cho cái người mà họ quan tâm
sẽ không cảm thấy bị khó chịu. Giống như cái câu là lương con nhiêu, thì mình sẽ trả lời là dạ, cũng vừa đủ sống ạ. Nếu mà cần thiết nha, mình sẽ hỏi ngược lại đối phương, dạ, vậy lương con của cô chú thì bao nhiêu? Và sau khi nhận được câu trả lời rồi thì cũng khoan, đừng có tin, cũng đừng có buồn hoặc là so sánh chi cho vội. Cái câu trả lời đó là mang tính chất là hỏi thăm qua lại thôi. Nên là nếu mà cô chú bảo là à lương con cô chú hả, cao lắm, mình thấy mấy chục triệu lận, thì mình cũng react cho cô chú vui, wow, ngưỡng mộ quá. Thì ngưỡng mộ thiệt. Sau đó thì bồi thêm cho một câu là chắc là ảnh chỉ gửi tiền một tháng cho cô chú nhiều lắm ha. Chắc là cô chú được nhờ dữ lắm ha. Đối với câu hỏi là ủa sao lớn rồi mà chưa có người yêu, thì có sao thì mình bảo vậy, nhưng mà cũng không tới mức là phải móc hết ruột gan ra mà trả lời cho hài lòng người ta. Thì mình cứ bảo là à tại vì con còn nhiều dự định trong tương lai, với lại cái vấn đề này là nó do duyên nữa, tùy duyên thôi, duyên chưa tới thì biết sao giờ. Trả lời ngắn gọn xúc tích vậy thôi, vừa không thất lễ mà vừa tránh được cái sự tọc mạch nữa. Mình đã thể hiện như vậy rồi, nhưng mà cũng sẽ có cái trường hợp là cứ hỏi dồn hỏi mãi thôi. Thì rõ ràng á, cái trường hợp đó là người ta đang không tạo cho bản thân cái sự thoải mái. Thì lúc đó thì bạn cũng khoan, đừng có vội tỏ sắc mặt. Có rất là nhiều cách để giải quyết cái vấn đề. Và giữ được bình tĩnh mới là cách giúp bạn làm chủ được cuộc chơi. Cô chú quan tâm đời tư con quá vậy. Trả lời xong mà con hết năng lượng đi chúc Tết luôn á. Nên là chắc là con xin để dành nguồn năng lượng này lại để mà tham gia những cái hoạt động Tết khác. Cứ lịch sự mà từ chối thôi, mặt đừng biến sắc. Cao thủ là người không để người khác bắt bài được cảm xúc của bản thân. Nghe tâm cơ quá ha. Chúc Tết mà drama ngang luôn á. Rồi cũng sẽ có cái trường hợp á là một câu hỏi, người này hỏi xong, tới người kia. Nói chung cái dòng họ 80 người đi. Là 80 người hỏi cái câu hỏi đó mà không có chịu là tụm lại một bàn. Hỏi một lượt. Mà lần lượt hỏi. Thì bạn cũng có thể là bắt một cái loa đứng giữa cái dòng họ luôn. Bạn trả lời một lần, hoặc là mình sẽ nói thẳng luôn. À cô chú ơi, cái câu này là có 80 người con trả lời 80 lần rồi, nên là hết lượt trả lời cho ngày hôm nay rồi. Cô chú thông cảm cho con nha, con là con người, con cũng biết mệt. Này thì không đến mức là quá thất lễ đối với các bậc tiền bối, nhưng nó vẫn giữ được một cái lập trường cho bản thân. Sẽ có rất là nhiều cách trả lời khác nhau, nhưng mà nếu liệt kê hết thì cái video này nó sẽ rất là lê thơi. Nên là mình chốt lại vấn đề này ở đây. Để mà có thể trả lời những cái câu hỏi vô duyên ngày Tết á, thì mình đừng có khoa trương. Nhưng hãy biết bản thân là ai. Mình cũng sẽ tránh trả lời quá sâu vào đời tư cá nhân. Đối với cái trường hợp á, là người ta cứ hỏi dồn, hỏi sâu thêm, thì rõ ràng là người ta đang không tạo cho mình một cái sự thoải mái. Thì mình sẽ giữ kẻ mà từ chối trả lời. Một điều quan trọng để bạn luôn làm chủ được tình hình đó là hãy giữ một cái đầu lạnh. Tại vì khi mà bạn bình tĩnh thì cho dù bên ngoài có bao nhiêu là cái sóng gió đổ ập vào bạn thì bạn vẫn có thể xử lý mọi thứ một cách easy. Ok, đó là cái cách mà mình đã dùng để trả lời những cái câu hỏi vô duyên ngày Tết. Mong rằng video sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này, và cũng như là đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.